Tin Roma. Khủng bố Hồi giáo IS tấn công vào một nhà thờ chính thống giáo tại thủ đô Brunei-Chania chỉ một vài ngày sau vụ tấn công kinh hoàng tại Surabaya. Quân khủng bố Hồi giáo IS đã tấn công vào một nơi thờ phượng Kitô giáo khác. Trong một tuyên bố trên các mạng xã hội, bọn khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm thứ Bảy 19 tháng 5 vào một nhà thờ chính thống ở thủ đô Brunei của Chania, khiến một tín hữu và hai cảnh sát viên bị thiệt mạng. Được trang bị dao, búa và các thiết bị gây cháy, bốn tên khủng bố xông vào nhà thờ tổng lãnh thiên thần Micael vào khoảng 3 giờ chiều, khi các tín hữu đang chuẩn bị lễ tối. Bọn khủng bố đã cố gắng bắt một số giáo dân làm con tin, nhưng lực lượng an ninh đã can thiệp và sau một cuộc chạm súng ngắn ngủi diễn ra bên ngoài nhà thờ, bốn tên khủng bố đã bị bắn chết. Tuy nhiên, một tín hữu và hai cảnh sát viên đã bị thiệt mạng. Tổng thống Chechnya là ông Ramzan Kadyrov đã đến hiện trường. Ông cho biết, dựa vào các nguồn tin an ninh của Chechnya, ba trong bốn kẻ khủng bố đến từ một nước phương Tây và tên cầm đầu bọn chúng đến từ tỉnh Ingushetia. Những kẻ tấn công đều còn rất trẻ, từ 18 đến 19 tuổi. Ông Vladimir Plegora, người đứng đầu Bộ Thông tin Chính thống Giáo Nga, cho biết cuộc tấn công là một nỗ lực khác của những kẻ cực đoan giả danh Hồi giáo nhằm đẩy đưa các Kitô hữu và người Hồi giáo vào tình trạng hận thù lẫn nhau.